Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hít hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Cá chép quá rồng, hốt vàng hốt bạc, vé cạn lộc trời, gặp thời đổi đời sang trang, tiền vàng ngập lối, giàu có chạm đỉnh. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh 1984 thân mến, nhiệm vụ trong một kiếp nhân sinh của Giáp Tý không phải là chịu đựng và chỉ biết sống một cách mờ nhạt. Nhiệm vụ của Giáp Tý là có một đời rực rỡ, sống với những nhiệt huyết, cống hiến bền bỉ trong khả năng của bản thân, có một chút lòng nhân, có một chút lòng trắc ẩn, vui một xíu, cười lên một tẹo và làm tất cả mọi thứ với một cá tính, một phong thái, một cái chất riêng biệt của bản thân mình. Có câu nói rằng, thế giới này không chỉ có mỗi nắng và cầu vồng, nó có những thời khắc tăm tối, có những phút giây mỏi mệt, nó sẽ tìm cách hạ gục Giáp Tý, khiến Giáp Tý phải quỳ xuống dưới những gánh nặng đan xen. Không có gì ngạc nhiên về việc cuộc đời sẽ vất vả. Đôi khi và lắm lúc Giáp Tý sẽ chán nản đến cùng cực. Vấn đề không phải là cuộc đời hành Giáp Tý đến mức nào, vấn đề là ở chỗ cách Giáp Tý lựa chọn đối diện với mọi khó khăn. Thời điểm Giáp Tý lựa chọn kiên cường và thời khắc Giáp Tý duy trì bản tâm để tiếp tục hiên ngang bước về phía trước. Trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được cùng với quý khán giả và quý bản mệnh tuổi Giáp Tý đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của con giáp tuổi Giáp Tý sinh 1984, cũng như chia sẻ các cách để hóa giải những vật phẩm phong thủy cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Vậy vận trình của con giáp này trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ diễn ra cụ thể như thế nào? Quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm câu trả lời ngay sau đây, quý khán giả nhé! Tuổi Giáp Tý sinh 1984 thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc, họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể, họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của họ tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Giáp Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Họ tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho họ trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi Giáp Tý về bất kỳ lĩnh vực gì thì họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình. Bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Giáp Tý thực sự là những con người của công việc. Họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ bận rộn. Những người này thích nhận xét,
đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như Giáp Tý khó có thể thay đổi được. Giáp Tý cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của họ. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của họ. Giáp Tý rất kín đáo. Nếu là những chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống vào tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Nữ mệnh tuổi Giáp Tý là người tài giỏi, có năng lực. Trong suốt cuộc đời, họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ mệnh trải qua nhiều thăng trầm và vất vả. Những thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn. Hôn nhân vừa hạnh phúc lại vừa có lộc tiền tài. Cả cuộc đời gặp nhiều điều vận may, sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi. Sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái. Nam mệnh tuổi Giáp Tý. Xem tử vi thấy rằng, ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão với những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh giúp họ vươn tới thành công. Thông minh, sắc sảo, ý chí hơn người. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Về phương diện sức khỏe, trong năm Quý Phạm tam tai lại có một vài hung tinh tác động xấu đến sức khỏe, tuổi Giáp Tý vẫn nên chú ý chăm sóc cơ thể, cẩn thận rèn luyện tùy sức, sinh hoạt khoa học và điều độ để gìn giữ sức khỏe. Bên cạnh đó, Giáp Tý cũng nên chú ý khi đi lại, tránh va vấp gây tai nạn. Về phương diện tình cảm gia đình, gia đạo ít có biến động lớn, mối quan hệ đôi lứa và vợ chồng bình lặng, ít sóng gió, đó cũng có thể coi là một điều đáng mừng. Về phương diện công danh sự nghiệp, bước vào thời điểm trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch, vận trình của tuổi Giáp Tý có khởi sắc trông thấy. So với đầu năm, sự nghiệp của bản mệnh có những điểm sáng đáng kể. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, cơ hội đến không ít, nhưng có nắm bắt được hay không và phát huy tới đâu lại còn phụ thuộc vào bạn. Chỉ cần Giáp Tý tập trung phát triển lợi thế của bản thân và có sự tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn Giáp Tý sẽ gặt hái được không ít thành tựu. Về phương diện tài lộc, diễn biến tài lộc trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ có nhiều tín hiệu tích cực. Nhờ hàng loạt tài tinh chiếu mệnh, việc kiếm tiền khá suôn sẻ. Bản mệnh cũng được người giúp đỡ nên làm ăn có lãi. Dù vậy nhưng vẫn nên chú ý tâm trạng thất thường, đừng vì những chuyện vặt vãnh mà nóng nảy, cáu gắt kẻo phá hỏng các mối hợp tác đang có lợi. Đồng thời, chú ý đến giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 11 âm lịch, công việc của tuổi Giáp Tý tháng này chưa có nhiều tiến triển lạc quan, nhưng cũng vì vậy mà bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình cố gắng hơn. Chớ vì công việc dậm chân tại chỗ mà bạn trở nên lơ là, được chăng hay chớ. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Tử, bản mệnh cũng trở nên thiếu quyết đoán hơn khi đưa ra các quyết định. Bạn thường xuyên lo lắng mình làm như vậy là nên hay không nên, sẽ đem lại tác dụng gì, cũng như có khiến rắc rối nào nảy sinh hay không. Tuy nhiên, chính vì hay lo trước lo sau như vậy mà con giáp này thành ra chần chừ, do dự,
nhiều khi để dục mất cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt. Vì con đường công danh sự nghiệp trong tháng 11 âm lịch này không được hanh thông, nên tốt nhất, bản mệnh không nên nghĩ đến những cái đích quá xa xôi. Hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, chờ đợi một cơ hội ghi điểm trong mắt lãnh đạo khi gặp phải khó khăn gì trong sự nghiệp. Con giáp này cũng không nên giữ mãi trong lòng, tự mình tìm cách giải quyết. Hãy thử chia sẻ, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình để nhanh chóng tìm ra cách khắc phục. Hữu bậc cát tinh xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, chỉ cần tuổi Giáp Tý quyết tâm mà thôi. Nếu trước nay bạn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, thì trước sau gì cũng có quý nhân tới giúp đỡ, định hướng cho bạn giải pháp thích hợp. Xét về phương tài lộc của tuổi Giáp Tý sinh 1984, trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, vận trình tài lộc của tuổi Giáp Tý không có nhiều dấu hiệu phát triển. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy, tuy bản mệnh thông minh, nhanh nhạy, nhận biết đâu là thời cơ, nhưng lại không có được sự quyết đoán để nắm bắt. Khi đứng trước những cơ hội mới, bạn thường lo lắng mình không đủ năng lực, nên dễ dàng nhường thời cơ cho người khác. Người làm công ăn lương tháng này không có tinh thần làm việc, bản mệnh thường làm việc một cách uể oải, được đến đâu hay đến đấy, nên chất lượng công việc chỉ ở mức đạt yêu cầu, khó có thể gây ấn tượng với ban lãnh đạo. Cũng vì không gặt hái được thành tích nào xuất sắc nên con giáp này rất ít có cơ hội được thưởng nóng hoặc cất nhắc thăng chức, tăng lương. Thái tuế hung tinh xuất hiện, cảnh báo bản mệnh dù bắt tay vào công việc quen thuộc thế nào đi nữa cũng chớ nên chủ quan, coi thường. Chỉ cần bạn bất cẩn một chút thôi là vẫn có thể để xảy ra những lỗi sai không đáng có, thậm chí phải dùng tiền của mình để đền bù thiệt hại. Hữu bậc giúp cho vận trình tài lộc của con giáp này bất phần ảm đạm, chỉ cần tuổi Giáp Tý cẩn trọng khi đi làm việc, bạn có thể tránh được nhiều nguy cơ tiềm ẩn, thậm chí bạn còn được quý nhân cầm tay chỉ việc, chạm được vào một cơ hội kiếm tiền triển vọng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Tý sinh 1984, trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, may mắn là vận trình sức khỏe của tuổi Giáp Tý không có những biến động quá lớn, dù tinh thần có căng thẳng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thể chất. Nếu có lòng quyết tâm, bạn hoàn toàn vẫn có đủ sức lực và khả năng để vượt qua khó khăn, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Điều duy nhất bản mệnh cần chú ý trong khoảng tháng 11 âm lịch này chính là phải cẩn thận khi xuất hành đi xa hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bởi chỉ cần bất cẩn một chút thôi là bạn có thể để xảy ra tai nạn bất ngờ. Tháng này khuyên tuổi Giáp Tý làm việc gì cũng cần giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo, vừa để tránh lỗi sai, vừa để tránh tai nạn. Khi cơ thể mệt mỏi, có dấu hiệu cảnh báo bạn nên nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Giáp Tý sinh 1984, trong tháng 11 âm lịch. Con đường tình duyên của tuổi Giáp Tý trong tháng 11 âm lịch này cũng kém phần thuận lợi, cuộc sống không thuận lợi khiến bạn cảm thấy buồn phiền, đa sầu, đa cảm, thậm chí đóng cửa trái tim mình, không cho những người thân thiết, chân thành cơ hội quan tâm giúp đỡ mình. Người độc thân cảm thấy quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày, nên không muốn dành thêm thời gian cho bất kỳ ai khác. Chính vì vậy, khi được giới thiệu cho một vài đối tượng, bạn thường tìm cách để từ chối khéo. Với những người đã lập gia đình, bạn và nửa kia thường thiếu sự thấu hiểu, sẻ chia, bản mệnh có nhiều tâm sự nhưng lại không muốn trò chuyện với người ấy. Chính vì vậy mà tâm lý luôn căng thẳng, mệt mỏi, tình cảm cũng có dấu hiệu xa cách hơn. Khi có những chuyện không thể tâm sự với người thân, bạn cũng nên tìm một đối tượng mình thực sự tin tưởng để chia sẻ nỗi lòng. Con giáp này không nên ôm hết mọi việc vào người, bởi vốn dĩ bạn không hề cô độc, xung quanh vẫn có rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Tý sinh 1984, trong tháng 12 âm lịch. Phương diện sự nghiệp của tuổi Giáp Tý tháng này được dự báo có bước chuyển biến tích cực khá rõ. Hàng loạt các tinh xuất hiện trong tháng hỗ trợ, bản mệnh có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này. Vận trình tháng chạp này của bạn được lục hợp quý nhân tương trợ, bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Tháng này, nếu bạn kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, bạn biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng. Sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, thêm thái dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để con giáp này nắm bắt cơ hội, củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp,
đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh chức tước, càng không nên bỏ lỡ thời cơ này. Do đây cũng là tháng cận kề Tết Nguyên Đán, nên bạn sẽ có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên, cũng nhờ đó là khả năng linh hoạt, năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề. Không thể thiếu kỹ năng quản lý. Đây là thời gian hợp lý của tuổi Giáp Tý được phô diễn, giúp bạn kiểm soát tình hình rất ổn thỏa. Đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ giúp bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao. Cũng bởi thường ngày bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nên khi cần sẽ được giúp đỡ rất tận tình. Phong độ của con giáp này đang ở đỉnh cao. Không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi dòng kìm kẹp của tiểu nhân. Lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió. Bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được. Nguyệt lệnh lâm quan cũng mang tới cho tuổi Giáp Tý sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để con giáp này luôn sẵn sàng theo đuổi những nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và gia dấp để đổi lấy kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối năm 2024 âm lịch này, bạn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng mềm của bản thân như giao tiếp, nghệ thuật, đàm phán. Tháng này, sự nghiệp hanh thông thì không có lý do gì tài chính của tuổi Giáp Tý không tăng tiến. Bản mệnh có nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Thu nhập của bạn được dự đoán sẽ đến từ nhiều nguồn. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là không ít khó khăn, vất vả, nhưng bù lại, nỗ lực của con giáp này cũng đem về thành quả xứng đáng khi tài lộc vượng rõ. Với người làm công việc cố định, bên cạnh khoản lương nhận được đều đặn, bạn có thể sẽ được nhận thêm khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm. Nhờ những đóng góp của mình trong những tháng trước đó, nhìn chung, mức thù lao khá lý tưởng. Với người làm kinh doanh, hàng hóa cuối năm dồn dập khiến bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Chỉ cần bản mệnh cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách, thì cuối năm nay lợi nhuận không hề nhỏ chút nào. Tháng này sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra cho mục đích sắm sửa đón Tết. Tùy vào khả năng của bản thân, tuổi Giáp Tý nên mua sắm cho hợp lý. Chớ nên tiêu hoang trong mấy ngày Tết mà bất chấp hậu quả về sau. Đừng quên ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa. Sắm Tết thông minh và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này sức khỏe của tuổi Giáp Tý ở mức trung bình, bản mệnh không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe. Nếu bạn vẫn có thể duy trì được lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu lao lực do bận rộn quá mức với công việc và mãi mê kiếm tiền. Năm hết Tết đến, con giáp này càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh. Vào thời điểm này, dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu tuổi Giáp Tý có thể duy trì được thói quen tốt này thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 12 âm lịch. Tháng chạp năm 2024 âm lịch này là thời điểm đào hoa nở rộ với cả người độc thân lẫn người đã có gia đình. Sau thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, tình cảm các cặp vợ chồng tuổi Giáp Tý hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải. Bạn có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Nếu còn điều gì không hài lòng về đối phương, đừng ngần ngại nói thẳng ra để cả hai cùng tìm cách giải quyết. Bản mệnh chớ nên để mấy ngày Tết mà vợ chồng vẫn hậm hực nhau, sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của cả nhà. Tháng này, nhân duyên cũng đang rộng mở với người độc thân. Tuy nhiên, có vẻ như thời gian này bạn đang tập trung phần lớn tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp. Cơ hội đến nhưng bạn khá dửng dưng hoặc không đủ nghiêm túc để lâu dài, nên có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Giáp Tý sinh 1984 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp, xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Giáp Tý với tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn, họ sẽ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển,
giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Những người này có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo và khả năng tổ chức quản lý công việc. Tuổi Giáp Tý với tuổi Sửu có thể hợp tác. Người tuổi Sửu có thể trí tuệ không cao siêu nhưng lại có ưu điểm là khá cần cù. Bởi vậy có thể hợp tác trong kết hợp làm ăn. Người tuổi Giáp Tý sẽ đảm nhận những công việc đòi hỏi trí tuệ và sự phân tích cao. Tuổi Giáp Tý với tuổi Dần. Sự hợp tác làm ăn của tuổi Giáp Tý và tuổi Dần chưa chắc đã đem lại hiệu quả cao. Hai người này dường như tỏ ra ganh đua với nhau trong vị trí đứng đầu. Tuổi Dần sẽ tỏ ra uy quyền, sức mạnh của mình để khiêu chiến với tuổi Giáp Tý, nhưng tuổi Giáp Tý nhanh nhẹn cũng sẽ không chịu thua bất kỳ ai. Tuổi Giáp Tý với tuổi Mão. Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực và hầu như không bao giờ to tiếng, tranh cãi lẫn nhau. Tuổi Mão trung thành và luôn nhường nhịn tuổi Giáp Tý. Bù lại, tuổi Giáp Tý lại luôn giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc cho người tuổi Mão. Tuổi Giáp Tý với tuổi Thìn. Trong công việc, mỗi khi tuổi Thìn gặp khó khăn thì người tuổi Giáp Tý luôn là trợ thủ đắc lực nhất. Ngược lại, người tuổi Giáp Tý cũng rất cần những ý kiến, lời khuyên chân thành của tuổi Thìn. Hai người này nếu kết hợp trong làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Giáp Tý với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh, họ rất hợp cả. Chỉ có vấn đề khi tuổi Tỵ muốn đảo ngược vị trí, đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Tỵ rất nhanh chán những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả, nhưng tuổi Giáp Tý không phải là mẫu người này. Tuổi Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Giáp Tý, còn tuổi Giáp Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Tuổi Giáp Tý với tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Giáp Tý và tuổi Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Giáp Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề, còn tuổi Ngọ sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, giúp đỡ người tuổi Giáp Tý. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền. Tuổi Giáp Tý với tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tuổi Giáp Tý và tuổi Mùi tuy không cùng tiếng nói chung nhưng lại bổ trợ, giúp đỡ, trau dồi kinh nghiệm cho nhau. Người tuổi Giáp Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, người tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo vát của tuổi Giáp Tý. Tuổi Giáp Tý với tuổi Thân. Nếu tuổi Giáp Tý và tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau, công việc của họ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Hai tuổi này có tiếng nói chung, ăn ý nhau trong từng suy nghĩ và hành động, mâu thuẫn rất hiếm khi xảy ra. Dù có xảy ra chuyện đó thì tuổi Giáp Tý và tuổi Thân luôn biết cách giải hòa, nhường nhịn lẫn nhau. Tuổi Giáp Tý với tuổi Dậu. Trên phương diện làm ăn, hai tuổi này sẽ đem lại cho nhau sự may mắn và thuận lợi. Họ là những người có lập trường và ý chí quyết tâm cao. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ cùng nhau cố gắng và phát triển. Tuổi Giáp Tý với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Giáp Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh, bên cạnh tuổi Tuất cũng thông minh, thậm chí còn cấp tiến trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuổi Giáp Tý với tuổi Hợi. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Tuổi Giáp Tý cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Giáp Tý thật kiêu ngạo, khoa trương. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn, đấu tranh. Quý khán giả thân mến, cảnh giới cao nhất khi làm người là biết mà giả vờ như không biết. Rõ ràng là điều gì mình cũng hiểu, cũng thông nhưng lại tỏ ra không biết gì. Đây là người không phô trương, không đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, luôn bình dị, gần gũi với mọi người và dễ được mọi người yêu mến. Ngược lại, người luôn muốn thể hiện bản thân, muốn người khác đánh giá cao về mình, thường là người ham muốn hư vinh, thất bại trong chốn quan trường, mất đi chức quyền và tất cả mọi thứ đều chính là cái họa do sự khoe khoang mang lại. Một là dĩ hòa vi quý, khoan dung độ lượng. Sự rộng lượng và thái độ khoan dung là chìa khóa quan trọng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Đôi khi không cần quá khắt khe với người khác mà thay vào đó,
hãy nhìn nhận vào những ưu điểm, điểm tốt của họ để dễ dàng tha thứ và bỏ qua. Mỗi người bạn là một cơ hội mới, mở ra nhiều con đường và lối thoát trong cuộc đời. Sự khoan dung không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn giúp chính mình cảm thấy thanh thản hơn. Khi bạn mở lòng, không chỉ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, mà còn tạo điều kiện để thành công trong công việc và cuộc sống. Hãy bao dung như biển cả, giúp đỡ và tha thứ để tạo dựng một môi trường sống hài hòa, tốt đẹp hơn. Hai là biết cương, biết nhu, lùi một bước để tiến ba bước. Người khôn ngoan không chỉ biết cứng rắn khi cần, mà còn linh hoạt, uyển chuyển trong mọi tình huống. Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình. Có những lúc thành công hân hoan, nhưng cũng có khi gặp khó khăn, thất bại. Người thông thái là người biết giữ vững sự bình tĩnh, không kiêu căng khi thắng lợi và không nản chí khi gặp trở ngại. Khả năng kiên nhẫn và bình tĩnh trong thất bại giúp họ chuẩn bị tinh thần để tiếp tục tiến xa hơn. Chỉ khi biết nhẫn nhịn, chịu đựng những thử thách, khó khăn, chúng ta mới có thể lùi một bước để tiến tới những thành công lớn hơn, đạt được những điều mong muốn sau này. Ba là không nói cho đã miệng, không bình luận khuyết điểm của người khác. Trong xã hội hiện đại, không ít người gặp phải rắc rối do lời nói không kiểm soát, gây nên hậu quả không mong muốn. Thường thì những người thích thể hiện bản thân, phê bình nhược điểm của người khác hay nói những lời đồn đoán, thị phi, sẽ là những người dễ dính vào rắc rối nhất. Họ có thể không có ác ý nhưng do lời nói bị hiểu lầm, lan truyền sai lệch khiến người khác hiểu sai và gây thù oán. Do đó, cẩn trọng trong phát ngôn, suy nghĩ kỹ trước khi nói sẽ giúp tránh được nhiều vấn đề không đáng có. Điều này đặc biệt quan trọng trong cách đối nhân xử thế, bởi họa từ miệng mà ra. Hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ lời nói cẩn thận để tránh tạo ra những phiền phức không cần thiết trong cuộc sống. 4 là linh hoạt ứng phó, ung dung, cẩn thận. Câu chuyện kể về một người đàn ông đến thăm chùa và khi bước vào cổng thấp, anh ta không để ý và bị da đầu. Vị hòa thượng đã khuyên anh rằng, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần biết cúi đầu không chỉ theo nghĩa đen mà còn theo nghĩa bóng. Trong cách sống và ứng xử tương tự, thái độ đối nhân xử thế cũng cần sự linh hoạt và cẩn thận, biết khi nào nên nhún nhường, thấu hiểu và hạ cái tôi của mình. Đấy không phải là sự yếu đuối mà là dấu hiệu của sự khôn ngoan. Sự linh hoạt trong cách tiếp cận vấn đề giúp bạn tránh được những va chạm không cần thiết, giữ cho mọi thứ nhẹ nhàng và trôi chảy, đồng thời thể hiện sự điềm tĩnh, sâu sắc trong từng hành động. 5 là thành thạo, hồ đồ, quảng giao, kết bạn rộng rãi. Trong xã hội hiện đại, việc đối mặt với những điều giả dối, hư thực xen lẫn nhau không phải là chuyện hiếm gặp. Người khôn ngoan không phải là người luôn cố gắng phân định rõ ràng mọi thứ, mà là người biết cách thành thạo, hồ đồ trong những tình huống cần thiết, tạo cho mình một không gian giao tiếp linh hoạt. Họ có khả năng duy trì các mối quan hệ đa dạng, thậm chí có thể kết bạn với nhiều kiểu người khác nhau mà không quá để tâm đến những lời nói khó nghe hay xúc phạm từ đối phương. Thay vì phản ứng mạnh mẽ, họ bình tĩnh và điềm nhiên đối diện với mọi tình huống, thể hiện sự hòa nhã và thấu hiểu. Không quá coi trọng hay áp đặt cảm xúc lên mọi sự việc cũng là cách giúp họ tránh khỏi những xung đột không cần thiết. Bằng cách này, họ duy trì được sự hòa thuận trong giao tiếp và tránh các tranh chấp vô ích, đồng thời mở rộng được mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp một cách tự nhiên và khéo léo. 6 là bề ngoài ngu ngốc, nội tâm tin tưởng và tháo giác. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng cần cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo một cách tuyệt đối. Chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều từ người khác hay quá khắt khe trong việc soi xét từng lỗi nhỏ của họ. Thay vào đó, hãy biết cách sống thoải mái. Đôi khi nên bỏ qua những chi tiết vụn vặt, việc để người khác có cơ hội sửa sai hoặc để lại cho họ một con đường lui sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Chính khả năng bỏ qua những điều nhỏ nhặt và không đặt nặng áp lực lên người khác là một biểu hiện của sự khôn ngoan. Biết nhìn xa và hiểu rằng không ai là hoàn hảo sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt hơn, đồng thời thể hiện sự tin tưởng và tháo giác trong ứng xử hàng ngày. 7 là luôn sống cởi mở, triết lý, biết đủ sẽ được vui vẻ. Nhân sinh quan của những cá nhân này thể hiện sự cởi mở và lòng biết đủ. Điều này giúp họ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Họ có khả năng thấu hiểu và nhìn nhận mọi vấn đề một cách thông suốt. Vì vậy mà không có gì có thể khiến họ cảm thấy bất ngờ hay lo lắng khi đối diện với những tình huống phát sinh. Họ luôn duy trì một tâm thái bình thản và ung dung trước mọi thứ xung quanh. Điều này giúp họ giữ được sự vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống. Để sống một cách cởi mở và thoải mái, có người cần phải có một trái tim bình tĩnh,
không để bản thân bị cuốn vào những toan tính phức tạp hay những suy nghĩ hằn sâu về đúng sai. Họ hiểu rằng, mỉm cười trước sự nở hoa cũng như việc chấp nhận khi hoa tàn lụi là một phần tự nhiên của cuộc sống. Cuộc đời ngắn ngủi và tạm bợ, vậy tại sao chúng ta phải liên tục lo lắng và suy nghĩ không ngừng về nó? Những điều không vui trong cuộc sống, nếu có thể, hãy để chúng trở thành dĩ vãng và cho phép bản thân quên đi những điều tiêu cực. Đừng nên cố chấp vào bất kỳ điều gì, bởi như vậy, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn và tràn đầy ý nghĩa hơn. Việc biết đủ sẽ giúp bạn cảm nhận được giá trị của hiện tại, mang lại cho bạn sự bình yên và hạnh phúc thực sự. 8 là luôn tỏ ra yếu đuối và hồ đồ trong cuộc sống. Ngay cả những chú ngựa khỏe mạnh đôi khi cũng gặp phải tình trạng mất móng, điều cho thấy rằng không ai có thể hoàn hảo mãi mãi và mọi người đều có thể mắc sai lầm khi thực hiện công việc hay tương tác với người khác. Việc thỉnh thoảng tỏ ra một chút bất cẩn hay không hoàn toàn chín chắn là điều không thể tránh khỏi. Những người thông thái thường không quá chú trọng đến những tiểu tiết hay đặt nặng những thành công và thất bại mà họ giữ cho tâm hồn mình ở trạng thái bình yên và hòa nhã. Họ hiểu rằng, việc ngã một cách nhẹ nhàng sẽ ít gây tổn thương hơn, trong khi những cú ngã mạnh sẽ để lại nhiều đau đớn. Khi ta quá chú tâm vào một vấn đề nào đó, dễ dàng dẫn đến việc chúng ta cảm thấy tổn thương hơn nếu mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Do đó, việc giữ một thái độ thoải mái, không quá lo lắng hay cầu toàn, sẽ giúp ta tránh được những cảm xúc tiêu cực và dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Giáp Tý sinh 1984, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.